Hi, welcome back. Welcome My 88 và đây là YouTube channel của mình, một My 88 channel. Hi, chào bạn đã chưa biết mình thì mình tên là Boo, mình làm video về beauty và đời sống mà đang mình đang build một cái fanpage. Thì ở đây mình sẽ build những nội dung chuyên sâu hơn phân tích các loại sản phẩm mà phù hợp hơn với túi tiền của các bạn, học sinh, sinh viên nên hy vọng các bạn sẽ ghé qua nhé. Đồng thời mình cũng có TikTok nữa nên hy vọng các bạn hãy ghé qua luôn nha. Ok, về nội dung của video ngày hôm nay thì lâu lâu mình sẽ làm một vài cái chuỗi series mới, và một trong các chuỗi series mà đã rất là thành công đối với các bạn đó là One Magic Spray Unit hoặc là mình thay đổi da bạn, đó là những cái chuỗi series rất là thành công. Vì vậy để thực sự là thay đổi nội dung một cách liên tục và cho mọi người nhiều cái nội dung hay ho hơn thì ok, hôm nay mình sẽ làm được một chuỗi series mới tên là All Around the World. Có nghĩa là trong chuỗi series này mình sẽ giới thiệu cho các bạn các loại mỹ phẩm thuộc các nước của các khu vực khác nhau để cho mọi người có cái nhìn tổng quan hơn, đó là mỹ phẩm ở nước này thì nó có gì đặc biệt hơn, mỹ phẩm ở nước kia có những gì hay hơn, thì để mọi người có một cái nhìn khách quan hơn về cái ngành mỹ phẩm này nhé. Và đầu tiên All Around the World của chúng ta sẽ dừng lại ở Đài Loan. Ok, nhưng mà đầu tiên là phải chia sẻ một chút xíu. Thực sự là mình có một cái sai, đó là thực sự là cái chuỗi này mình start quá trễ. Tại vì các loại mỹ phẩm của Đài Loan thì mình đã giới thiệu cho mọi người sơ sơ một số hãng rồi, ví dụ như là của Sexy Look hoặc là của New Chance hoặc là của Dr. Wu. Thì đây là những cái hãng của Đài Loan cực kỳ nổi bật và cực kỳ ấn tượng. Và thực sự là các bạn nghe cái hãng này cũng đã rất là nhiều rồi, một vài lần trên kênh channel của mình rồi. Và để tìm được một hãng Đài Loan khác để giới thiệu cho các bạn ở trong cái chuỗi series này thì thực sự là hơi khó. Tại vì phải đáp ứng được các nhu cầu của mình, ví dụ như là không chứa cồn, không chứa hương liệu hoặc là chứa các chất active cụ thể rõ ràng, hoặc là mỹ phẩm của hãng phải cực kỳ tốt luôn. Thì ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái nhà lạ lạ hay ho, mà mình nghĩ là cái nhà này đằng sau mỗi sản phẩm nó đều có một cái story, một cái câu chuyện để có thể kể cho các bạn. Đây là nhà Dream Trend. Ok, thì mỹ phẩm của nhà Dream Trend thực sự đối với mình khá là tốt, rất là tốt luôn. Và nếu mà so ra với cái bản thành phần thì còn tốt hơn cả New Trend nữa cơ. Chỉ có điều là cái giá sản phẩm thì nó cũng sẽ tương đối nó cao hơn, nó nhỉnh hơn một chút xíu. Nhưng mà để gọi là đáng để đầu tư hay không thì mình phải nhấn mạnh với các bạn là cực kỳ đáng để đầu tư luôn. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm mà mình thấy là giá nó rất là rẻ nhưng mà chất lượng của nó cực kỳ cao luôn, để các bạn có thể bắt đầu đầu tư. Ví dụ như là cái sữa rửa mặt này của nhà Dream Trend thì đặc trưng, ví dụ nha, 25% amino acid để làm sạch cho làn da của chúng ta, không chứa các gốc làm sạch từ SLS, rất là tốt cho làn da của các bạn luôn. Hoặc là những cái kem chống nắng như thế này nó đạt được cái tiêu chuẩn chống nắng của Paula hay là của Hawaii, có nghĩa là những cái filter chống nắng ở trong này không được ảnh hưởng tới đại dương, không được ảnh hưởng tới hệ sinh thái, không được ảnh hưởng tới rạn san hô. Vì vậy là cái câu chuyện của cái nhà này nó cực kỳ hay luôn. Vì vậy mình sẽ review các sản phẩm của hãng này cho các bạn luôn nhé. Và thật sự là trong cái tập ngày hôm nay mình cũng chỉ giới thiệu cho các bạn hai sản phẩm chủ lực thôi nhé. Vậy hãy xem hết video nha. Ok, cái sản phẩm đầu tiên mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đây là Dream Trend Perfect UV Sunscreen. Đây là một trong những loại kem chống nắng mà mình thấy rất là tốt, rất là tối ưu trên thị trường. Đầu tiên là xét về cái màng lọc thì ở trong này sẽ có 4 màng lọc chính bên cạnh titanium dioxide nữa, nhưng mà nhà sản xuất không claim là titanium dioxide trở thành một cái màng lọc, mặc dù nó có ở trong này, mình cũng không hiểu nguyên nhân là tại sao. Trong này sẽ có 4 màng lọc hóa học chủ yếu, đó là octin salicylate nồng độ là 5%, uvinol A+ nồng độ là 3,8%, 1,52% thanosop N và 1,2% thanosop S. Như các bạn đã biết thì uvinol A+ hay là thanosop M hay là thanosop S đều là những cái màng lọc chống nắng thế hệ mới, nó rất là tốt, nó bảo vệ cho da của chúng ta trải từ phổ UVB, UVA2, UVA1. Mình có thể gọi đây là một loại kem chống nắng cross spectrum. Với cái giá là 390.000 thì thực sự giá của sản phẩm này là không cao so với chất lượng của em này mang lại. Đồng thời nếu xét sâu hơn về bản thành phần thì các bạn sẽ thấy là trong sản phẩm này không hề chứa cồn, không hề chứa hương liệu luôn. Một số các loại chiết xuất ở trong này cực kỳ tốt cho làn da luôn, mà mình thấy là đây là một loại kem chống nắng mà chứa các thành phần dưỡng cực kỳ tốt cho làn da. Ví dụ như là dipotassium glycyrrhizate thì đây là một loại chiết xuất đến từ rễ của cây cam thảo. Thông thường thì các bạn sẽ thấy ở các sản phẩm phân khúc giá rẻ thì người ta sẽ bỏ chiết xuất của rễ cây cam thảo vào để hỗ trợ làm sáng da, nhưng ở trong sản phẩm này thì chứa dipotassium glycyrrhizate. Đây là một loại chiết xuất mà người ta phải thông qua nhiều quá trình điều chế từ chiết xuất rễ cây cam thảo thì mới có được. Thì cái chiết xuất này thì nó sẽ làm cho làn da của chúng ta được sáng hơn, hỗ trợ làm sáng da, đồng thời kháng viêm cho các nốt mụn của bạn nữa, nên thực sự rất là tốt. Đồng thời ở trong sản phẩm này còn có chứa chiết xuất của tảo xanh. Chiết xuất của tảo xanh thì sẽ cấp ẩm và phục hồi cho làn da, đồng thời còn có chứa chiết xuất của rong biển vàng. Chiết xuất của rong biển vàng thực sự rất là tốt, có rất nhiều nghiên cứu
cứu của chiết xuất rong biển vàng cho da. Một vài nghiên cứu mình sẽ để link ở bên dưới là nó còn nghiên cứu là nó sẽ hỗ trợ cho các bạn chống lão hóa và hỗ trợ chống hình thành nếp nhăn nữa cơ. Chiết xuất của rong biển vàng thì cái rong biển vàng này nó hình thành ở trên các vùng biển, vùng nước nông và trên các rạn san hô. Vì vậy cái rong biển vàng nó đã hình thành nên một cái cơ chế riêng để nó chống lại cái sự tấn công của tia UVB và UVA. Thực sự cái chiết xuất này bỏ vào trong kem chống nắng rất là phù hợp, tại vì nó sẽ hỗ trợ làm gia tăng cái khả năng bảo vệ da của các bạn, phối hợp với kem chống nắng để bảo vệ trước ánh mặt trời, thật sự rất là tốt luôn. Hồi nãy thì mình có nhắc tới các bạn đó là cái tiêu chuẩn Paula và tiêu chuẩn Huawei, có nghĩa là để đáp ứng được cái tiêu chuẩn này thì trong các loại kem chống nắng của các bạn không được chứa các loại màng lọc từ oxybenzone hoặc là octinoxate, tại vì những cái màng lọc này thì người ta đã nghiên cứu là nó sẽ ảnh hưởng tới đại dương, ảnh hưởng đến hệ sinh thái cũng như rạn san hô. Thì bốn cái màng lọc hồi nãy mình kể ra với các bạn thì kem chống nắng này không hề chứa màng lọc nào từ oxybenzone hay là octinoxate cả. Vì vậy kem chống nắng này phù hợp với cái tiêu chuẩn này, có nghĩa là một loại kem chống nắng vừa rất là tốt cho da, nghĩ đến đại dương, nghĩ đến môi trường, nghĩ đến hệ sinh thái nữa. Nên mình thấy là cái nhà Dream Trend này đang có một cái bước đi, một cái hành động cực kỳ thiết thực với môi trường luôn. Đồng thời khi mà kể đến về giá thì giá của em kem chống nắng này là 390.000. Mình thấy thật sự giá 390.000 là không cao so với một loại kem chống nắng chất lượng, đồng thời chứa các thành phần dưỡng tốt cho làn da nữa. Về texture của sản phẩm thì hầu như các bạn sẽ thấy là các loại kem chống nắng hóa học hiện nay vẫn chưa khắc phục được cái vấn đề đó là bị bóng mặt. Thì em kem chống nắng này cũng hơi gây bóng mặt một chút xíu, đặc biệt là cái lúc mà các bạn mới apply lên đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hơi có cảm giác là bóng mặt một chút xíu. Nhưng mà theo cảm quan của mình thì trong vòng 2 đến 3 phút ngay sau đó thì cái tình trạng bóng mặt này nó sẽ giảm xuống một cách khá là đáng kể. Đồng thời thì titanium dioxide ở trong sản phẩm này cũng sẽ giúp cho cái sản phẩm có khả năng bảo vệ tốt hơn, đồng thời nó bám lại trên da của chúng ta được tốt hơn. Vì kết cấu của sản phẩm này có khá là nhiều gốc dưỡng nên nó cũng sẽ hạn chế được cái tình trạng cái tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, từ đây nó cũng hạn chế tăng tiết dầu, cũng đỡ được cái phần kem chống nắng bị trôi đi. Thì mình thấy đây là một trong những loại kem chống nắng cực kỳ tốt trên thị trường, chứa rất nhiều các màng lọc chống nắng thế hệ mới, nồng độ phần trăm của filter chống nắng ổn để các bạn hoàn toàn có thể sử dụng mỗi ngày. Với cái giá 390.000 các bạn đang rất là tốt luôn. Một trong các sản phẩm khác của nhà Dream Trend mà mình nghĩ là thực sự rất là tốt, nhà Dream Trend này thực sự là còn khá là nhiều cái line nữa, nhưng mà hai sản phẩm này đây là hai sản phẩm mà mình tâm đắc nhất để mình giới thiệu cho các bạn. Cái sản phẩm serum mặt 25% amino acid này, một trong những sản phẩm làm sạch mà mình thấy cực kỳ tốt. Giống như nếu như các bạn đã coi các video trước của mình thì các bạn sẽ thấy là mình để đầu tư một loại serum mặt kiểu dòng cao cấp hơn một chút xíu, thì mình sẽ đầu tư cái Crave Matcha của nhà Crave, tại vì đó giá khoảng 480-500 nghìn, nhưng mà mình khen cái kết cấu của nó ở trên da của mình cực kỳ tốt. Thì hiện nay đã có một đối trọng rồi, đây là sữa rửa mặt 25% amino acid moisturizing facial cleanser, sữa rửa mặt dưỡng ẩm chứa 25% amino acid, và nhà sản xuất nhấn mạnh là 25% amino acid này nó sẽ được nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản với độ tinh khiết là cao nhất. Cho các bạn một ít thông tin thì hầu như là các sữa rửa mặt làm sạch từ amino acid nó không phải là một cái xu hướng mới, nó đã là một cái xu hướng lâu rồi, nhưng mà các loại làm sạch từ amino acid thì giá nó sẽ cao hơn là các loại sữa rửa mặt làm sạch từ SLS thông thường khác ở trên thị trường. Đồng thời đó, với một cái nồng độ cao như vậy là 25% nguyên chất, đồng thời 24% humectant các chất giữ ẩm nữa, thì làn da của chúng ta sẽ không hề mất đi độ ẩm một chút xíu nào hết. Thì nhà sản xuất cũng có một cái video để show cho các bạn một cái sự khác biệt giữa cái sữa rửa mặt này với các loại sữa rửa mặt khác trên thị trường, mà mình sẽ show cho các bạn ở trên một cái góc màn hình đây. Có nghĩa là khi mà các bạn đun chảy ở trên nhiệt thì cái loại sữa rửa mặt này nó sẽ trong suốt, nó không có một cái gì hết, và một loại sữa rửa mặt khác thì nó sẽ có tình trạng là nó bị bọt trắng hoặc là nó hơi kiểu không được trong. Để giải thích cho cái trường hợp này thì mình sẽ giải thích cho các bạn luôn. Ở trong em này chứa ba tổ hợp là sodium lauryl glutamate, lauryl glucoside và đồng thời là sodium cocoyl aluminate. Thì ba cái tổ hợp này đây là ba cái gốc làm sạch từ ST, có thể gọi là ba gốc làm sạch từ amino acid luôn. Và nó sẽ trong hơn, đồng thời nó không có chứa các chất làm đặc, không có chứa những cái chất phụ gia khác. Vì vậy cái kết cấu của em này nó rất là trong, nó rất là dịu nhẹ trên mọi làn da luôn. Đồng thời trong sản phẩm này cũng không hề chứa cồn, không hề chứa hương liệu luôn, chứa thêm khá là nhiều các chất để dưỡng ẩm cho làn da, để phục hồi hàng rào bảo vệ da, ví dụ như niacinamide. Như các bạn đã biết thì niacinamide ngoài công dụng là kiềm dầu này, kháng viêm, thì nó còn hỗ trợ các bạn trong cái vấn đề là khôi phục cái skin barrier bằng cách là nó sẽ thúc đẩy da của chúng ta sản sinh ra ceramide, mà ceramide là một trong những cái nhân tố mà ở cái skin barrier của chúng ta, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta được bảo vệ một cách tốt hơn.
ở sản phẩm này còn có B5 nữa, chiết xuất từ quả ô liu để dưỡng ẩm và hồi phục làn da. Và trong sản phẩm này còn có chiết xuất từ hạt dẻ ngựa nữa. Chiết xuất từ hạt dẻ ngựa thì nó sẽ rất là tốt cho làn da trong vấn đề là kháng viêm. Đồng thời còn một vài nghiên cứu để chứng minh là cái chiết xuất này nó còn hỗ trợ các bạn trong cái vấn đề chống lão hóa và nếp nhăn nữa. Đây là một trong những loại sữa rửa mặt mà mình thấy rất là tốt. Giá là 390.000 cho cái sản phẩm này, nhưng mà thật sự là xài được rất lâu. Tại vì mỗi lần mình sử dụng á, mình chỉ lấy được một đường nhỏ thôi, nhưng mà nó đã đủ để làm sạch cho cả mặt của mình rồi. Bên cạnh đó, nếu như trong một ngày nào đó mình quá lười đi thì đây sẽ là cái sữa rửa mặt duy nhất mà mình sẽ sử dụng. Tại vì đồ làm sạch dịu nhẹ, không hề mất đi độ ẩm, nó rất phù hợp với các bạn sử dụng mỗi ngày luôn. Và đặc biệt, một trong những điều mình khẳng định luôn, có nghĩa là da mẹ bầu hoặc là da của các bạn bị nhiễm kem trộn thuốc rượu, hoặc là da của bạn nào cực kỳ nhạy cảm luôn, vẫn hoàn toàn có thể sử dụng cái loại sữa rửa mặt này. Nên đây là hai sản phẩm mà mình recommend các bạn nhất trong cái chuỗi All Around the World đáp ở Taiwan này. Ok, nội dung của video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng trong cái chuỗi All Around the World tiếp theo chúng ta sẽ có những cái bài đáp tốt hơn. Ví dụ như là mỹ phẩm rẻ nhất thế giới thì đến từ nước nào, hoặc là những cái loại mỹ phẩm mà chứa các chất treatment cao cấp hơn thì nó sẽ đến từ nước nào. Vì vậy hãy ngóng chờ các tập tiếp theo nha. Hy vọng mọi người yêu thích content của mình và cách cho mình một like và một subscribe cho channel của mình. Đồng thời follow mình qua social media, Facebook và Instagram. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau. Bye bye.